lòng con. Lòng ơi ba hại con rồi con ơi. Bà tới đây nãy giờ, nhưng bà đứng đẹp sao chục trâu á, nên ba vô tình đã nghe tất cả rồi con ạ. Cây mãng cầu con trồng lúc trước nay nó có trái, mà con biểu ba đem ra đây cho vợ chồng con ăn lấy thao. Ba bơi xuồng từ sáng tới giờ mới tới đây, nhưng bây giờ thì chắc con không còn bụng dạ nào để ăn nữa hả con? Đây nè con, ăn đi con. Mà bóng hình năm xưa đâu còn nữa, giờ đây trước mặt tôi là một thân hình tiều tụy héo hon bởi những trận mưa đó. Lòng ơi, nhìn con mà bà không sao ngăn được lệ mình. Bà khóc đây không phải là gì không cho mình bạc phận, mà khóc cho lúc hồ đồ nông nổi của ba. Thấy người ta sang giàu mà ba chẳng kịp nghĩ suy, đã mắc em gả con khi tuổi đời còn non dài. Nhưng từng cho con có một cuộc đời tươi sáng, nhưng có ngờ đâu là bóng lối mình buồn. Họ tướng con thì đâu xem con như cặp thú, nếu tướng con thì con đâu ăn uống bên dĩa hè. Và con đâu phải tàn tạ như vậy, đâu phải nát thân dịch bầm ngang dọc,
đâu phải ngàn ngàn trong cảnh nước mắt trắng cơm. Trời ơi con tôi từ khi lọt lòng cho đến lúc thành nhân, tôi chưa đánh nó một bạc tay cũng không một lời nặng nhẹ. Vậy mà hôm nay người ta đánh đập rẻ kinh, còn thua là chó dữ nhà. Lần ơi, chết bà, chết quá lòng ơi, bà chết mặt con ơi. Còn hơn chính ba đã đẩy con vào bóng tối, giờ đứng nhìn con kêu gào mà ba chịu bó tay như vậy. Con đau khổ như vậy, ba gặp lòng không đặt con ơi. Còn nếu như bắt con về thì dương thì ba đâu có ngại, nhưng ba chỉ ngại miệng đời tái tiếng thị phi, nó sẽ kéo dài muôn tuổi. Con gái có chồng mà bị trả về là thứ gái hư, ba làm sao chịu nổi sự nhục nhã này hả con? Đó thì mình biết, chứ thiên hạ đâu có ai hiểu cho mình. Rồi biết má con có chịu nổi sự dèm phá, cứ thân bệnh già nay ốm mai đau như ngàn cảnh theo sợ tóc. Rồi mai mốt thác xuất cửu truyền, ba còn mặt mũi nào mà gặp ông bà hả con? Thôi thì cuộc đời có mấy 50 năm, con ơi, con hãy ráng chịu đựng, ráng chịu đựng cho qua cái kiếp này nghe con. Ba về nghe con, ráng mà bảo trọng thân mình, ba không còn cách nào để cứu con rồi con ơi. Ba về nghe con, đừng
lên đi con. Ba về không biết chừng nào ba mới gặp con lo ơi. Miệng đời ác lắm con ơi, ráng cẩn thận giữ gìn, đừng để gia đình mình mang tai tiếng nghe con. Ba về